Ngày 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành, 31 tuổi, trú tại Lộc Hà, Hà Tĩnh để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ. Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 40 ngày 8 tháng 6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau đền Mẫu, thị xã Sơn Tây, trong tình trạng không có quần áo, hai mắt, mũi, miệng, cơ thể bị dòi bỏ bám dính. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng trạm y tế xã Thành Mỹ đã sơ cứu cho cháu, đưa vào bệnh viện đa khoa Sơn Tây rồi chuyển đến bệnh viện Sanh Pôn cấp cứu. Cháu bé bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù được các bác sĩ bệnh viện Sanh Pôn nỗ lực cứu chữa, nhưng đến chiều 29 tháng 6, cháu bé đã mất sau 20 ngày điều trị. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận ngày 6 tháng 6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây để chơi. Đến khoảng 23 giờ đêm cùng ngày thì thấy mình vỡ ối và trở dạ. Thành một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh con. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc này, nên ngay khi sinh, Thành đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu để vứt bỏ. Sau đó, Thành xóa dấu vết rồi đi về trung tâm Hà Nội.